Hello cả nhà mình ơi. Hiện tại bây giờ Cường đang trên đường Cộng Hòa đây. Đang đi đón bạn nhỏ học ở đường Bạch Đằng, cũng thuộc Tân Bình. Thì các bạn biết đường Cộng Hòa nối từ quận 12 đi qua Tân Bình, Tân Phú để đi vào trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đi ngang cái khu vực sân bay nữa. Thì cái đoạn đường này vào mỗi buổi sáng, nếu mà các bạn có nghe trên đài thì thường là rất là hay kẹt xe. Mà hôm nay là ngày thứ bảy, hiện tại giờ đang 11 giờ, mình cũng đang gặp tình trạng kẹt xe đây. Thì mình cũng muốn quay cho cả nhà mình cùng xem một tí nha, cái đoạn đường Cộng Hòa này như thế nào. Giờ để mình đổi camera. Đây các bạn, cái hướng mà em đang đi là hướng đi từ quận Tân Phú đi về phía khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đây, khu vực Bùn Binh Lăng Cha Cả đây cả nhà. Thì khu vực này là em đang đến ở phía trước cái này là ở khoảng số 97 Cộng Hòa đấy, khoảng đi chỗ Republic Plaza. Thì bên tay trái là Republic Plaza, còn bên tay phải là cả nhà mình có thể thấy là hiện tại giờ làng ở đường Cộng Hòa này á, ô tô là được chạy một hai làng thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mọi bạn nhìn thấy có một số ô tô đã thành 4 làn xe rồi, chạy luôn vào cả phía bên trong, phía bên trong của xe máy. Đây để em quay em chỉnh một chút cho cả nhà mình xem. Thì cái hướng này là hướng đi về Bùng Minh Lăng Cha Cả đó cả nhà. Thì thực sự là giao thông lúc 11 giờ này cũng rất là đông xe. Mà thực sự là em cái tuyến đường này không phải là tuyến đường chính mà em hay đi, do vậy thì mình cũng không biết được lúc nào nó có kẹt hay không. Thường thì nghe trên đài vào buổi sáng thôi, 11 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời mình khoảng 33 độ C đây cả nhà. Nãy giờ kẹt là cũng 10 phút rồi, nó đông chậm như thế này. Nhưng mà em chưa quay, em nghĩ là chắc cũng sẽ nhanh thôi. Mà nó đông quá thì muốn quay lên chia sẻ cho cả nhà là cảnh kẹt xe ở tại Sài Gòn. Hiện tại là đường Cộng Hòa, một con đường rất là nổi tiếng mà nhiều người đều biết, đi từ hướng quận 12, Tân Phú, Tân Bình đi vào trong phía trong trung tâm thành phố. Là bạn đi thẳng cái con đường này là sẽ một hồi sẽ tới giao lộ của Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và từ đó bạn rẽ phải là sẽ đi vào trung tâm thành phố được. Đây có cái Bùng Binh Lăng Cha Cả, thời kỳ mà lúc mà chưa làm cái cầu vượt á, thì nó còn kẹt xe kinh khủng hơn nữa. Bây giờ thì có cái cầu vượt á, là sẽ giúp cho mình đi được giải tỏa, là từ đây mình sẽ đi lên cầu vượt, xong mình đi qua cái hướng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nó sẽ được thuận lợi hơn cả nhà. Nó sẽ dễ dàng hơn, nó thuận lợi, nó dễ đi hơn. Thì chút xíu nữa em cũng sẽ quay luôn cho cả nhà mình cái đoạn đường Trường Sơn luôn. Thì hiện tại bây giờ đang ở cái đoạn đường này khá là kẹt xe, cả nhà chờ em một chút nha. Rồi em lại tiếp tục được đi rồi cả nhà. Ồ, trước mặt chúng ta là một chiếc BMW X6 đây. Đường xá thật là đông đúc, thật là khó đi, chen chúc giữa ô tô và xe máy luôn cả nhà. Thật sự là đang rất là khó đi. Hay quá, em lấy vào cái làn phía trong này luôn cả nhà. Phải nói đây là một cái ngã tư đau khổ luôn đây. Thật sự là ngã tư đau khổ luôn. Xe cộ nó đông quá trời đông luôn. Ngã tư với đường Úc Tịch đây, Cộng Hòa Úc Tịch, đây là ngã tư đau khổ đây. Mà mỗi buổi sáng em thường được, đây là ngã ba thôi chứ không phải là ngã tư nữa. Mỗi một buổi sáng là em thường hay nghe Úc Tịch với Cộng Hòa, nó gây cho cái tình trạng kẹt xe rất là khủng khiếp. Thì bây giờ qua đây là mình sẽ đi lên cái cầu vượt Lăng Cha Cả. Quay cho cả nhà cùng xem luôn. Đây là bên tay phải là khu Vincom ấy, khu trung tâm thương mại Vincom. Thì bây giờ em đang lấy vào cái làn trong này để mình đi lên cái cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu sân bay Tân Sơn Nhất. Thì các bạn có thể nhìn thấy được cái hướng ngược lại này, cái hướng ngược lại này cả nhà có thể nhìn thấy được là nó đông xe và nó kẹt như thế nào. Ồ, cả nhà nhìn thấy trên cầu vượt Lăng Cha Cả mà cũng bị kẹt xe đây cả nhà. Đấy, lên đấy mà còn không đi được nữa nè.
Đây cả nhà, cầu vượt Lăng Cha Cả còn kẹt xe này. Đây em đang trên cầu vượt Lăng Cha Cả. Lúc trước không có cái cầu vượt này thì đường xá còn chỗ này còn kẹt còn dữ nữa. Kẹt quá kẹt luôn. Vì mọi cái hướng nó đều tập trung về vùng vòng xoay Lăng Cha Cả, còn những cái người muốn đi qua khu vực cái sân bay thì cũng đều phải cắt ngang. Sau đó nó làm ra cái cầu vượt này thì hướng đi từ đường Cộng Hòa là chỉ đi cầu vượt và mình sẽ xuống được khu vực đường Trường Sơn. Trời ơi, em nhìn cái hướng ra của sân bay Tân Sơn Nhất kìa cả nhà, khủng khiếp lắm. Bên tay đây mình đi xuống mình thấy được bên tay trái của mình á, nó chính là công viên Hoàng Văn Thụ cả nhà. Rồi em sẽ đi sát vào đây để đi về hướng sân bay. Đây cả nhà có thể thấy là đường vẫn là đường Cộng Hòa. Em sẽ rẽ về hướng đường Trường Sơn, đi về phía đường sân bay, đón bạn nhỏ học ở đường Bạch Đằng. Nay đi hơi trễ một xíu rồi. Đây, quay cho cả nhà xem luôn. Đây. Sáng em có quay đoạn từ đi sang khu đường bờ bao Tân Thắng rồi. Cái đoạn này nó lúc nào nó cũng kẹt, nó cũng đông hết cả nhà. Giao thông ở khu vực sân bay này thì nó rất là mệt mỏi, rất rất là mệt mỏi cả nhà. Đây có một cái cầu vượt mới này, cầu vượt mưa mới đi bộ qua khu vực này là khu bệnh viện Mekong. Đây, em rẽ về đây để đi về hướng sân bay đường Trường Sơn, sân bay Tân Sơn Nhất đây cả nhà. Phải quá, đông quá mà nắng nữa. Thật sự đây mà chạy không quen thì cũng rất là khó khăn nha cả nhà thân yêu. Đây cái hướng này là hướng đi về đường Trường Sơn cả nhà ha, đường Trường Sơn đây. Mình đi thẳng đường này là về khu đường Trường Sơn. Đường đi ra sân bay Tân Sơn Nhất đó cả nhà. Đây. Clip khá dài thôi cả nhà, cũng chịu khó xem với em luôn ha. Cái hướng này thì nó hơi bị chói nắng ha cả nhà. Đây, hướng sân bay Tân Sơn Nhất là 1 km, cả nhà muốn rẽ trái về đường Cộng Hòa thì mình rẽ theo vùng bên này. Còn đi thẳng ra sân bay thì mình sẽ đi theo cái cung đường này. Đi thẳng luôn ra đường Trường Sơn. Chỉ 1 km thôi là ra tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đường này mà mùa dịp Tết á thì nó đông lắm. Đây đường Trường Sơn đây cả nhà, có mỗi bên là 4 làn xe, 3 làn xe ô tô và 1 làn xe hỗn hợp ở phía bên trong. Lúc trước đường Trường Sơn một con đường rất là đẹp từ sân bay ra, nhưng mà bây giờ thì Sài Gòn sẽ có nhiều con đường hơn. Thì sau đường Trường Sơn em sẽ rẽ về đường Hồng Hà và sẽ đi đón bạn nhỏ ở đây. Thì nói chung là đi là tuyến đường nhanh nhất em có thể đi từ khu vực Tân Phú mà đi qua khu vực Tân Bình ở đây để đón bạn nhỏ. Xe với cổ chạy. Taxi Sài Gòn bây giờ nhiều lắm các nhà ơi, vừa taxi công nghệ vừa taxi thường nữa, chen chúc với nhau để chạy ở đây.
Đây ra bằng thẳng ở đây là mình đi ra ga quốc tế và ga trong nước cũng đều có hai hướng rẽ luôn, mình đều rẽ được hết. Còn phía dưới này là mình sẽ đi hướng khác không vào sân bay. Phía dưới này là phía mình đi về cái đường Hồng Hà đấy cả nhà thân yêu. Đường Hồng Hà thì ở đây có rất là nhiều công an và cảnh sát nha cả nhà ha. Đấy, cái đường này là mình sẽ đi về hướng đường Hồng Hà. Đấy, nó vừa mới nói tới cảnh sát, các bạn nhìn thấy bên tay phải có hai đồng chí cảnh sát giao thông đứng ở đây để xử phạt các xe vi phạm. Đấy, rất là nhiều. Rồi, ok, thì em rẽ về cái hướng đường Hồng Hà rồi đây cả nhà thân yêu. Đây đường Hồng Hà đây. Thì bây giờ để em chạy qua em đón bạn nhỏ ở đường Bạch Đằng. Đây các bạn, đường Hồng Hà đây, đi ra nó như thế này. Có thể em sẽ quay cho nhà xem một chút xíu nữa. Như thế nào? Đây bên tay phải là khách sạn Ibis ha. Đây. Khi ở sân bay á, mình đi ra mình sẽ đi hướng này, là đi về các quận Gò Vấp, quận 12, những hướng này, những hướng còn lại. Còn nếu mà mình đi về khu trung tâm, mình sẽ đi rẽ phải và đi được dọc đường Trường Sơn. Rồi, ok thôi, tạm biệt cả nhà mình ở đây nhé. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo từ kênh Gia Đình 8X. Thì kênh Gia Đình 8X của em là muốn chia sẻ cái cuộc sống thường nhật của gia đình, cũng mang lại giá trị cho cả nhà. Thì mong cả nhà luôn luôn ủng hộ kênh của em. Thì nội dung nó rất là đa dạng và phong phú, nó nhiều thứ trên này lắm. Thì nói chung là nó không có chuyên biệt một cái nội dung nào cả. Mong cả nhà luôn luôn ủng hộ nha. Bye bye cả nhà thân yêu.